tôi giải thích rằng có chiếc Pagani Huayra Roadster BC1 phi thuyền làm bằng sợi carbon hoàn toàn, được AMG chế tạo hoàn toàn bằng tay, có giá khoảng 4 triệu đô la khi thử nghiệm. Trên thực tế, mức giá tương đương với Bugatti Chiron Passport mà tôi thực sự cảm thấy khi lái nó vài tháng trước đó. Bởi vì tôi đã điều khiển cả hai, người hỏi muốn biết tôi thích cái nào hơn. Tôi nhìn chiếc Pagani và sau đó nhắm mắt với Jamie Morrow, tay đua người Anh, người đã lái chiếc Bugatti của tôi và giờ là người Ý hoang dã với trái tim Đức. Anh ta chắc chắn có ý kiến riêng của mình về hai người nhưng lại giơ tay lên trời và cười, không muốn thò cổ chuyên nghiệp của mình ra. Chơi công bằng, như người Anh nói. Tôi nghĩ về nó trong một giây hoặc lâu hơn và nói Eiffel Sport. Và tôi đã xem xét lại nó kể từ đó. Pagani lần đầu tiên giới thiệu Huayra vào tháng 2 năm 2011 như là sự thay thế cho Honda, thay đổi cuộc chơi của thương hiệu. Hai điểm khác biệt lớn nhất là việc loại bỏ hộp số sàn và bổ sung hai bộ tăng áp cho động cơ V12 có nguồn gốc AMG nằm phía sau người lái. Quyền lực tăng lên, mặc dù một số người lái xe tranh luận đã đi xuống. Sau đó là Huayra BC, được đặt tên theo khách hàng đầu tiên của Pagani, Benny Caiola quá cố. Công suất tăng từ 730 mã lực và mô men xoắn lên 791 mã lực và đồng thời trọng lượng giảm. Tiếp theo là Huayra Roadster, phiên bản mui trần của Huayra tiêu chuẩn. Nó gây ra tranh cãi bởi vì việc loại bỏ mái che đồng nghĩa với việc thay đổi các cánh cửa từ Gullwing sang tiêu chuẩn, một số phận không thể tránh khỏi mà Aston Martin Valkyrie Spider đã tránh được. Pagani Huayra Roadster BC2020 còn được gọi là Huayra BC hoặc chỉ ABC, chỉ đơn giản là một phiên bản mui trần của BC thông thường, phải không? Giá như nó dễ dàng như vậy. Động cơ này là phiên bản mới nhất và mạnh mẽ nhất của V12 tăng áp cách 6.0 lít huyền thoại của AMG, vẫn gần như cứng đầu, được kết hợp với hộp số ly hợp đơn tự động extract 7 cấp. Động cơ này là một bản xem trước thực tế về những gì sẽ cung cấp năng lượng cho chiếc Huayra thay thế chiếc xe sắp ra mắt và sắp được đổi tên thành Pagani C10. AMG sẽ tiếp tục sản xuất con thú động cơ này đến năm 2025, điều này sẽ mang lại cho Horacio Pagani và con trai có nhiều thời gian để tích trữ. Pagani không cần nhiều V12 như vậy, vì thương hiệu nhỏ bé này chỉ sản xuất 45 xe mỗi năm, 500M158 V12 sẽ là sản lượng của hơn một thập kỷ. Và Pagani đã giới hạn sản lượng Huayra Roadster BC ở mức 40 chiếc, gấp đôi so với những chiếc 20 BC được sản xuất và mỗi chiếc được bán trước khi ABC được công bố chính thức. Ngoài động cơ, khá nhiều ngăn cách ABC với BC cũ đơn thuần. Toàn bộ chiếc xe được chế tạo từ một loại carbonium mới, tiếng Pagani có nghĩa là sợi carbon được dệt cùng với titan. Công ty cho biết nó cứng hơn khoảng 20% và đắt gấp gần 5 lần so với sợi carbon thông thường. Thân xe được điều chỉnh một chút cho nhiệm vụ ABC, với tấm chắn phía trước mới. Cánh lớn và bộ khuếch tán phía sau mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, bạn sẽ mất một số lực xuống khi bạn làm mất mái nhà của mình. Pagani cho biết một số tinh chỉnh aero mới, tăng thêm tổng lực xuống 1.100 pound ở vận tốc 175 dặm một giờ. Bộ giảm chấn hoạt động của hệ thống treo được lập trình lại cho nhiệm vụ ABC và có một ống xả titan hoàn toàn mới. Âm thanh của động cơ được cập nhật chảy quá mức, giống như một đốt ngón tay nguyên tử. Ẩn dụ đó có ý nghĩa gì không? Không, nhưng tiếng ồn như sấm sét cũng không phát ra từ 6 ống xả của ABC. Vâng, 6. 4 cái tròn được gắn lên cao và ở giữa, và 2 ống xả hình chữ nhật được tìm thấy gần như ẩn bên trong nhưng ở các cạnh của bộ khuếch tán lớn. Từ bên trong cabin tuyệt đẹp nhưng cũng vô lý của Huayra Roadster BC, chỉ cần nhìn vào hình ảnh, bạn không thể hiểu được đầy đủ về độ dữ dội của ống xả. Ngay cả với mái nhà bằng carbon và da được cất giữ ở nơi khác. Vâng, chắc chắn rồi, bạn nghe thấy tiếng động cơ từ bên trong xe. Nó có vẻ tuyệt vời. Nhưng những gì bạn muốn làm là theo sau ABC và lắng nghe. Hãy tin tôi đã nói đốt ngón tay nguyên tử đã nứt rồi, phải không? Đó là áp dụng đối với Moto Ferrari Manettino chế độ giống như công tắc trên vô lăng của ABC.
Hình như cũng có chế độ tuyết rơi, nhưng đó là một ngày 90 độ tháng 8 ở LA. Vì vậy tôi không thể nói cho bạn biết. C có nghĩa là thoải mái và là chế độ mặc định. Nó cung cấp các cài đặt van điều tiết mềm nhất, ống xả êm nhất, chiều cao xe phía trước cao nhất và các vú nuôi đầy đủ. S có nghĩa là bạn đoán nó thể thao, và công ty này nâng cấp lên xe, làm mở ống xả thông qua một nắp bên hông, hạ thấp mũi xe và nới lỏng kiểm soát lực kéo. R bằng Ray, và giữa chúng tôi, chế độ này có thể hơi quá so với đường phố. Một cú nhấp trượt cuối cùng giữ nó trong cuộc đua, nhưng biến độ bám đường và độ ổn định thực sự hoàn toàn. Vì vậy, hãy nói về chế độ Ray. Pagani tuyên bố rằng còn một ít TC vẫn còn hoạt động, nhưng tôi không cảm thấy như phần đó là sự thật. Moment xoắn cơn bão xoắn quái dị kiểu Wagnerian và chỉ dành cho bánh sau. Hãy nhớ bạn chỉ đơn giản là áp đảo lốp sau Pirelli Trofeo R355/25-21 inch khổng lồ, dính chặt như thể chúng là phụ tùng tiết kiệm không gian. Tôi đã sợ hãi và hoảng sợ khi chạm vào. Tôi cũng đang mở to mắt cười trong khi hét lên điều gì đó để tạo hiệu ứng cho Mio Dio, trong khi đồng thời chửi thề. Nhưng lực xoắn giống bánh xe nước. Không, cả hai chiếc McLaren đều sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4,0 lít có công suất chỉ. Động cơ V12 tăng áp kép AMG 6.0 lít mới hoặc ít nhất đã được sửa đổi mạnh mẽ được sử dụng ở đây có công suất cực lớn. Con số này cao hơn 25% so với Mazda khoảng 3.000 bảng Anh. Tuy nhiên, theo một số cách tôi cho rằng Bugatti Persport lái tốt hơn Pagani. Rốt cuộc chỉ với mỗi bánh lái chia 4:295. Lốp của Bugatti hoạt động kém hơn 25% so với của Pagani chia 2:406 nếu chúng tôi làm tròn. Đã lập kỷ lục vòng đua xe sản xuất tại đường đua Spa-Francorchamps của Bỉ vào tháng 9 năm 2020. Thời gian tốt nhất là 2 phút 23,08 giây trong điều kiện ẩm ướt đã đánh dấu kỷ lục của McLaren Senna hơn một thứ hai. Vậy Pagani Huayra Roadster BC 2020 trở nên đáng sợ hơn nó không? Chia sẻ hữu ích nhé!